Anh Hiệp ơi, hôm nay đi quay ở đâu mà mang nhiều chân máy chân đèn này anh? Để vào đâu cho vừa đây? Hold up, wait a minute. Xong. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ. Vừa rồi thì mình đã hoàn thành xong việc bỏ gọn những chiếc chân máy ảnh, chân đèn tripod vào trong những chiếc túi này đây để cho anh quay phim, xíu nữa anh đi quay. Và mình đã sử dụng chiếc túi như thế này đây, đựng những chiếc chân máy, chân đèn tripod. Những cái chiếc túi này thì rất là chắc chắn. Các bạn có thể thấy ở bên ngoài của nó được may rất là tỉ mỉ như thế này. Chất liệu thì được làm kết hợp từ bạt và ni lông, nên là nó cũng có khả năng hạn chế được việc thấm nước vào trong chiếc túi này. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem ở bên trong chiếc túi này có gì nhá. Bên trong này thì đi kèm là một bộ dây quai đeo. Thì ngoài việc chúng ta lựa chọn xách những chiếc túi như thế này, thì chúng ta cũng có thể cài những cái quai đeo này vào hai bên sườn của chiếc túi như mình đang làm đây. Và ở bên trong của chiếc túi này thì nó còn có một lớp gió cũng như là một lớp xốp đệm ở phía trong này để có thể bảo vệ những cái thiết bị ở chân đèn hay là chân máy ảnh khi mà các bạn phải mang nó di chuyển tới những cái địa điểm xa không nằm trong studio. Mình thấy là chiếc túi này nó rất là dài, rất là chắc luôn. Rồi, khóa làm ở đây thì rất là chắc chắn luôn. Đó, sau khi mà các bạn để những cái phụ kiện, những cái chiếc chân máy hay là chân đèn tripod vào trong chiếc túi như thế này thì chúng ta có thể đóng khóa nó lại và di chuyển nó thôi. Những chiếc túi này thì hiện tại có 4 kích cỡ cho các bạn thoải mái lựa chọn là 80cm, 90cm, 100cm và 120cm. Và với đường kính ở 4 chiếc túi là 18cm. Còn bây giờ hãy cùng mình đi test thử xem chiếc túi này đổ nước vào nó sẽ có hiện tượng gì nhá. Và đây là phía mặt trong ở vị trí mà mình vừa test nước. Không rong luôn, gần như là không thấm nước. Và đó là những gì tiện ích nhất tới từ túi đựng phụ kiện, máy ảnh, tripod hay là chân đèn CCS 80, 90, 100 hay là 120. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì? Nhanh tay click vào đường link bên dưới mình đã để ở phần mô tả để được hướng dẫn và đặt mua sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!